Xin chào cộng đồng yêu thảo dược Việt Nam. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục tìm hiểu cây thuốc quý và những bài thuốc nam gia truyền. Các bạn thân mến, với mong muốn duy trì và phát huy nền y học dân tộc, cũng như bảo tồn những cây thuốc quý và những bài thuốc dân gian, chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài viết là bạn đang đồng hành cùng chúng tôi bảo tồn văn hóa truyền thống và bảo vệ nguồn dược liệu quý cho thế hệ mai sau. Xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Các bạn thân mến, cây cỏ xước là dược liệu quen thuộc và sử dụng rộng rãi trong dân gian, là cây thuốc có tính mát, quy vào kinh can, thận, giúp thanh nhiệt, trị táo bón, giảm huyết áp, điều trị viêm gan, viêm đa khớp. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những công dụng chữa bệnh của cây cỏ xước và cách sử dụng cũng như tác hại của dược liệu này qua bài viết dưới đây. Cây cỏ xước còn có tên gọi khác là cây ngưu tất, bách bội, hoài ngưu tất, hồng ngưu tất, ngưu tịch. Nó có tên khoa học là Achiranthia apira và thuộc họ rau dền. Cây cỏ xước là một loại thực vật thân thảo, mảnh hơi vuông, sống nhiều năm. Cây có chiều cao dao động từ 1 đến 2 mét, thân phân nhiều nhánh, lá mọc đối, nhọn ở đầu, kích thước khoảng 2 đến 4 cm, bề ngang 5 đến 12 cm chiều dài. Trên lá có phiến hình trứng và có cuống nhỏ. Hoa cỏ xước mọc thành cụm, bông hoa có thể phát triển từ kẽ lá hoặc ngay đầu cành. Quả có hình bầu dục, bên trong chứa một hạt hình trụ, rễ màu vàng, hình trụ dài, rễ chính phình to giống như củ, xung quanh đâm nhiều rễ con. Cây cỏ xước có 4 loại, đó là cỏ xước Ấn Độ, cỏ xước lông trắng, cỏ xước xù xì, cỏ xước màu xám đỏ. Người ta có thể sử dụng toàn thân cỏ xước để làm thuốc, trong đó phần rễ được sử dụng làm thuốc nhiều nhất. Cây cỏ xước được thu hái quanh năm, nhưng chủ yếu là thu hoạch vào mùa đông, lúc này thân và lá đang héo khô và rễ đã phình to. Rễ cây được đào lên, cắt bỏ rễ nhỏ, phơi rễ cho đến khi vỏ bên ngoài nhăn lại rồi phun khói vài lần với lưu huỳnh, cuối cùng cắt bỏ phần đầu nhọn của rễ, thái lát mỏng rồi phơi khô. Trong cỏ xước chứa rất nhiều thành phần hóa học như axit, muối khoáng, chất vi lượng, vitamin và rất nhiều hoạt chất có ích cho cơ thể. Cỏ xước có tính mát, vị đắng, chua và quy vào hai kinh can và thận. Theo đông y, cỏ xước có tác dụng hoạt huyết, bổ can thận, mạnh gân cốt, trừ ứ, điều kinh, thông tiểu, giải nhiệt, giảm đau, chủ trị về bầm máu, viêm gan, nhiễm trùng thận, tăng huyết áp, tăng cholesterol máu, bệnh sốt, bệnh gút, kinh nguyệt không đều, bế kinh, vân vân. Theo nghiên cứu của y học hiện đại thì cỏ xước giúp đẩy mạnh khả năng tổng hợp protein trong cơ thể, khiến mạch máu giãn nở nên có tác dụng hạ huyết áp. Một số chất trong cỏ xước có tác dụng kích thích tiểu tiện, giảm đường và cholesterol trong máu, nâng cao chức năng hoạt động của gan. Hoạt chất saponin trong dược liệu kích thích co bóp cơ trơn tử cung. Thành phần editerol là một chất chống mang thai, ảnh hưởng đến sinh sản. Cỏ xước chống viêm, giảm đau, tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Thử nghiệm trên chuột cho thấy cỏ xước giảm độ dính của máu, chống đông máu. Ngoài ra, hoạt chất editerol trong cỏ xước còn thể hiện rõ đặc tính giảm mỡ và giảm đường. Liều lượng dùng có thể dùng từ 12 đến 20 gram dưới dạng thuốc sắc hoặc giã đắp ngoài da.
Sau đây là tổng hợp một số bài thuốc dân gian có sử dụng cây cỏ xước. Bài thuốc chữa bầm máu, ứ máu bên trong do té ngã, nhức mỏi tay chân khi đi xa về. Lấy 100g cỏ xước ngâm chung với 30g sâm đại hành, 50g dứa dại và rượu trắng cao độ. Ngâm ít nhất trong 30 ngày, mỗi lần uống 15ml và uống 2 lần trong ngày. Điều trị bệnh viêm gan, nhiễm trùng thận. Sử dụng 30g cây cỏ xước kết hợp với rễ cỏ chanh, sa tiền, mộc thông, phất rũ, lá móng tay, trọng đài, mỗi vị 15g. Sắc uống trong ngày khi nước còn nóng, mỗi thang chia ra làm 3 lần uống. Điều trị bệnh rối loạn tiền đình, đau đầu chóng mặt, huyết áp tăng cao, trong người bốc hỏa, táo bón. Sử dụng hạt muồng 20g, cỏ xước 30g, hạt muồng đem sao vàng rồi sắc chung với cỏ xước. Mỗi ngày sử dụng một thang. Bài thuốc chữa máu nhiễm mỡ, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch. Sử dụng cỏ xước, đương quy, mỗi vị 16g, hạt lạc rời, sao vàng, xuyên khung, cỏ cứt lợi, mỗi thứ 12g, nấm mèo 10g, hạt liên thảo 20g. Trộn đều các nguyên liệu rồi đem sắc chung. Mỗi thang sắc chia làm 3 lần uống trong ngày. Kiên trì uống liên tục 20 đến 30 ngày để đạt hiệu quả. Bài thuốc chữa tăng cholesterol và triglycerid trong máu. Lấy 12g cỏ xước thái mỏng cho vào ấm, hãm như hãm trà hoặc sắc nước để uống. Điều trị bệnh viêm đa khớp dạng thấp. Sử dụng rễ cỏ xước 20g, sao với rượu, tầm gửi cây dâu 16g, độc hoạt, sâm nam, vân quy, tần giao quế chi, bạch thược, phòng đảm sâm, mỗi vị 12g, tế tân 6g. Tất cả hợp thành một thang thuốc, sắc uống liên tục trong 7 ngày, sẽ thấy các triệu chứng của bệnh viêm đa khớp thuyên giảm rõ rệt. Bài thuốc trị đau lưng mỏi gối, làm mạnh gân cốt, tăng cường khả năng cường dương, chữa bệnh phong thấp. Sử dụng cỏ xước, đỗ trọng, đương quy, sinh địa, tiên linh tỳ, tỳ giải, ý dĩ nhân, mỗi vị 30g, đan sâm, kim anh, phụ tử, phòng phong, sơn thù, thạch hộc, mỗi vị 15g, hồ cốt 45g. Giã nát tất cả các vị thuốc trên, bọc trong túi vải rồi cho vào bình thủy tinh ngâm chung với 3 lít rượu, ngâm khoảng 7 đến 9 ngày là sử dụng được. Mỗi ngày uống 2 ly nhỏ khi bụng đang đói. Điều trị bệnh gút. Đây là một trong những công dụng của cây cỏ xước được nhiều người biết tới. Người bệnh dùng cây cỏ xước phối hợp với lá thất bát, rễ cây cẩu trùng vĩ và rễ bưởi bung, mỗi vị 15g. Tất cả các vị thuốc trên đã được sao vàng, sắc thuốc với 4 bát nước đầy, lấy 2 bát thuốc đặc, uống làm 3 lần trong ngày. Liệu trình nên sử dụng tối thiểu 7 ngày, tối đa là 10 ngày. Chữa tăng huyết áp, tăng cholesterol máu, xơ vữa thành mạch, nhồi máu cơ tim. Sử dụng 6g rễ cỏ xước khô cho vào ấm, sắc cùng với 10g cây thành ngạnh, đổ 3 bát nước, nấu cạn còn 1. Uống thuốc sau khi ăn khoảng 30 phút, sử dụng liên tục trong 2 tháng liền. Nếu bệnh chưa dứt thì nghỉ 3 ngày rồi tiếp tục dùng liệu trình mới. Bài thuốc điều trị rối loạn kinh nguyệt, bệnh huyết hư ở phụ nữ. Sử dụng 20g rễ cỏ xước, củ gấu, nghệ xanh, xác điến, mỗi vị 16g, rễ gai 30g, sắc uống ngày một thang. Sử dụng vào buổi sáng, trưa và tối, dùng liên tục 10 ngày. Phụ nữ mang thai không được dùng bài thuốc này. Điều trị suy thận, vàng da,
tứ chi phù thủng. Sử dụng cây cúc bách nhật, sa tiền, cỏ mực, cỏ xước, mỗi vị 30g. Sắc uống ngày một thang. Bài thuốc chữa tắc kinh hoặc bế kinh ở phụ nữ. Dùng một thang gồm 10g cỏ xước, 10g cây sung úy. Mỗi thang sắc uống làm 3 lần trong ngày. Bài thuốc điều trị sổ mũi trong các trường hợp bị viêm mũi dị ứng. Dùng quỷ châm thảo, lá diễn mỗi loại 20g, rễ cỏ xước 30g sắc với 400ml nước, còn lại 100ml chia làm 2 lần uống trong ngày. Sử dụng khi thuốc còn nóng, uống liên tục trong 5 ngày rồi ngưng. Bài thuốc trị mụn làm đẹp da. Cây cỏ xước rửa sạch với muối, băm nhỏ rồi giã nát, vắt nước cốt thoa lên da hoặc những nơi có mụn 2 lần mỗi tuần, mỗi lần đắp trong 30 phút. Bài thuốc chữa sưng đau do thấp khớp. Bài thuốc thứ nhất, cỏ xước, cỏ cứt lợn, nhọ nồi, mỗi vị 16g. Khương nhĩ tử và ngải cứu, mỗi vị 12g. Phục linh 20g, mỗi thang sắc 3 lượt nước. Sau đó trộn chung lại và chia thành 3 phần đều nhau, uống vào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, liên tục trong 10 ngày. Bài thuốc thứ hai, dùng thổ phục linh, cỏ mực, mỗi vị 20g, ngải cứu, quả ké đầu ngựa, mỗi vị 12g, cỏ xước 40g, thành một thang sắc nước uống. Điều trị bệnh bạch hầu. Sử dụng 100g rễ cỏ xước tươi đem nấu với 150ml nước, đun sôi kỹ để nguội, chia làm nhiều lần uống trong ngày. Bài thuốc chữa nóng sốt, chảy nước mũi. Dùng 30g cỏ xước kết hợp với 30g đơn buốt thành một thang thuốc sắc kỹ, lấy nước chia làm 3 lần uống hết trong ngày. Bài thuốc điều trị quai bị. Cây cỏ xước tươi giã nát, lấy nước cốt xúc miệng và uống. Phần bã đắp vào bên ngoài chỗ bị sưng do quai bị. Điều trị co giật, bại liệt, xơ vữa mạch máu. Sử dụng 40-60g rễ cỏ xước sắc nước, chia làm nhiều lần uống trong ngày. Các bạn thân mến, hiện tại chưa có công trình nghiên cứu khoa học nào chứng minh về tác hại của cây cỏ xước. Tuy nhiên, trong một số trường hợp sử dụng thảo dược này có thể bị dị ứng với thành phần của thuốc gây ra những tác dụng phụ như nổi mẩn ngứa, tức ngực, khó thở, buồn nôn, choáng váng, trong người bứt rứt khó chịu. Khi sử dụng dược liệu mà thấy những trường hợp như trên thì các bạn nên ngưng ngay sử dụng cỏ xước. Đặc biệt, một số đối tượng không nên sử dụng cỏ xước như phụ nữ mang thai, người đang trong giai đoạn hành kinh ra máu nhiều, nam giới đang bị di tinh, mộng tinh và người có vấn đề về dạ dày, đường ruột thì nên thận trọng khi sử dụng, có thể gây tiêu chảy, đau bụng. Thưa các bạn, trên đây là nội dung bài viết của chúng tôi về cây cỏ xước và công dụng chữa bệnh của thảo dược này. Nếu bạn thấy bài viết hay và bổ ích, hãy đăng ký kênh của chúng tôi và chia sẻ rộng rãi để mọi người cùng tìm hiểu. Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến, hãy chia sẻ với phần bình luận của video. Ý kiến của các bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện nội dung bài viết, phục vụ các bạn tốt hơn trong những video sau. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để tương tác cùng chúng tôi. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.